Cảm xin Việt à. Chào các bác, và đây là cái hạt cám họ mi. Nhà mình đang đóng gói cái sản phẩm cám mi đất Việt như các bác đang nhìn thấy ở đây. Đấy. Và đây là tiếp tục đóng các đơn cám chích chòe chào màu. Đấy, gửi cho anh em đây. Đây đang tiếp tục đóng các đơn. Đây là đang đóng đơn cám mi chòe màu cho anh Minh này. Đấy, lấy mấy ký liền luôn. Đây là đang đóng gói hút chân không. Thì cái sản phẩm cám mi này là 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà luôn. 1 kg sẽ được 4 gói như mình đang cầm ở trên tay đây. Đó. Thì đây là một số cái đơn anh em đặt ngày hôm nay. Ví dụ như là anh em của Hà Tĩnh, anh Vĩnh này ủng hộ rất là nhiều. Đấy, anh lấy 1 ký thì sẽ đóng thành cái bịch như thế này. Đấy. Còn những anh em mà lấy khoảng vài ký, hơn 2 ký đánh những bịch to hơn như thế này. Đấy. Đơn màu là 1,5 ký, anh em cắm chào màu đây. Ví dụ vậy. À, có anh em lấy có nửa ký thôi. Đấy. Thế thì lại lấy tiếp. À, anh em của Bắc Ninh này, Bắc Tỉnh này. Đó. Đấy, anh em là chưa có môi xúc thì sẽ tặng kèm cái môi xúc đây các bạn nhé. Đấy, rất là tiện đấy. Thì các bạn về cái cám này thì sử dụng quanh năm luôn. Đấy, nó có sẵn cái tem ở trong này này. Các bạn về cứ cho ra cái lọ nhé. Xong bỏ cái tem vào, mỗi một loại cám cho một cái tem cho nó tiện. Bỏ môi xúc vào. Đấy. Xin nhắc lại nhé, 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà luôn. Thì các bạn gọi qua cái số điện thoại ở trên video đây, 0908070555 và 0944114410. Các bạn có thể tham khảo trên cái website camchimdatviet.com. Mình có chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm thực tế chăm sóc các loại chim ở trên đó. Đây là hút trên không, đảm bảo cho cái sản phẩm nó được tốt nhất. Này có một số anh em của anh em thành phố Hồ Chí Minh này, anh em Bình Định này, anh em Hà Nội này, dưới này nữa một số anh em của Phú Thọ này. Nói chung là đợt này thì do cái tình trạng mưa bão cũng như là do cái tình trạng Covid nó vẫn chưa thực sự là ổn định, anh em cố gắng là gọi sớm giúp mình nhé, để làm sao cái sản phẩm nó đến sớm nhất. Đấy, cứ gọi sớm cho mình trước khoảng 3 đến 7 ngày đi, tùy cái địa phương của anh em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Mình xin nhắc lại, 200.000 một kg cám họa mi, miễn phí ship tận nhà, sử dụng ổn định quanh năm luôn. Ngoài sản phẩm cám mi, bên mình còn có các loại dành cho chích chòe, chào màu và cu gáy. Thì các bạn gọi đặt cám, gọi trực tiếp qua 2 số điện thoại như các bạn đang thấy ở trên video. Rồi, chào tất cả các anh em.